Chào mừng quý vị khán giả đã đến với bản tin kinh tế hàng ngày của kênh Mây TV. Phương trình rất vui mừng được đồng hành cùng quý vị trong những phút sắp tới của chương trình. Bản tin ngày hôm nay mùng 5 tháng 11 sẽ có những thông tin nổi bật như sau. Bộ Y tế xin ý kiến về việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi. Bí thư Hà Nội lý giải việc học sinh các quận chưa được đến trường. Hà Nội vượt 100 ca dương tính trong ngày mùng 4 tháng 11, phát sinh thêm 3 ổ dịch Covid-19 chưa rõ nguồn lây. Đề xuất mở lại đường bay quốc tế thường lệ từ đầu năm 2022. Thị trường căn hộ thứ cấp sôi động sau dịch. Giá vàng tăng mạnh trở lại sau cú sụt giảm. Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi ở Việt Nam đã chính thức triển khai từ đầu tháng 11-2021 trên toàn quốc. Bộ Y tế đang hướng tới mục tiêu độ vaccine bao phủ dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 100% trong quý 4-2021 và đầu năm 2022 hiện đã có 6 địa phương tiến hành tiêm là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Kiên Giang, Ninh Bình và Quảng Ninh. Một số địa phương khác đã lên kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ khi vaccine được phân bổ. Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm 2022 và xin ý kiến của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch về việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO kinh nghiệm sử dụng vaccine của các quốc gia trên thế giới và các loại vaccine đã được cấp phép tại Việt Nam có chỉ định cho nhóm đối tượng trẻ dưới 12 tuổi đảm bảo toàn bộ người dân sẽ được tiêm chủng tiếp cận bình đẳng vaccine phòng covid-19. Trước đó vào ngày 12 tháng 10, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố giả soát nhu cầu vaccine phòng covid-19 trong tháng 10 đến tháng 12/2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 để tiêm cho người dân. Trong đó, Bộ đề nghị xây dựng kế hoạch tiêm nhắc lại mũi 3 và 4 cho người đã tiêm đủ 2 mũi. Kế hoạch của các địa phương là cơ sở để Bộ Y tế phân bổ vaccine trong tháng 10 đến tháng 12 2021 và xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm 2022. Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố giả soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn theo các nhóm tuổi từ 3 đến 11 tuổi, từ 12 đến 15 tuổi, 16 đến 17 tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho những nhóm tuổi này. Đồng thời, các tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người đã tiêm đủ liều 2 mũi. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho 63 tỉnh thành về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn tiêm chủng. Đến nay, có hai loại vaccine phòng COVID-19 được Việt Nam cấp phép có thể tiêm cho trẻ em là Pfizer và Moderna của Mỹ. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, việc học sinh toàn thành phố trở lại trường cùng lúc là rất rủi ro cho các em chưa được tiêm vaccine, trong khi dịch đã ngấm sâu trong cộng đồng. Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Hà Nội có gần 3.000 trường học với khoảng 2,1 triệu học sinh và đến nay đều chưa được tiêm vaccine. Việc đưa tất cả trường học trở lại đồng loạt trong bối cảnh như vậy là rất rủi ro, Bí thư Hà Nội trao đổi với báo chí vào chiều ngày 3 tháng 11. Từ ngày 11 tháng 10, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trung bình trong ngày tăng mạnh, gấp nhiều lần giai đoạn trước đó thành phố liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm phức tạp tại quốc oai mê linh gia lâm và các quận hoàng mai đống đa ba đình hà đông lãnh đạo thành ủy hà nội nhận định nguồn lây xâm nhập từ nhiều phía và dịch đã ngấm sâu trong cộng đồng khiến rủi ro càng lớn hơn nhiều tỉnh sau khi mở lại trường học đã phát sinh ổ dịch lây nhiễm cho học sinh dẫn đến buộc phải đóng cửa trở lại là kinh nghiệm đòi hỏi hà nội càng phải thận trọng không nóng vội thống nhất sẽ mở lại toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo. Xong, Bí thư Hà Nội cho rằng cần làm từng bước để đảm bảo an toàn cao nhất cho trẻ em. Trước mắt, thành phố xem xét việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại một số huyện, thị xã đảm bảo điều kiện về phòng chống dịch COVID-19. Riêng đối với các quận, do mật độ dân cư đông nên cần tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh để xem xét thời gian tiếp theo. Theo kế hoạch, Bộ Y tế sẽ phân bổ vaccine Pfizer cho Hà Nội trong tháng 11 để tiêm cho trẻ dưới 18 tuổi theo quy định. Đây là điều kiện rất quan trọng để tăng thêm độ an toàn khi tiến hành quá trình khôi phục hoạt động của hệ thống trường học. Bí thư Thành ủy đề nghị Bộ Y tế quan tâm cấp vaccine cho thành phố đúng tiến độ và kế hoạch để kịp thời tiêm cho học sinh trước khi trở lại trường, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn từ dịch COVID-19 đối với trẻ. Mục tiêu là Hà Nội sẽ triển khai ngay khi có vaccine và vaccine về đến đâu, tiêm ngay đến đấy. Tiêm xong khối nào, tổ chức cho khối đó đi học, dần dần từng bước đưa toàn bộ hệ thống giáo dục quay trở lại học tập trung giáo viên tiêm hai mũi mới tham gia giảng dạy trực tiếp. Học sinh tiêm một mũi có thể đến trường trước, các nhóm tuổi chưa đủ điều kiện hoặc chưa được tiêm vaccine sẽ trở lại học trực tiếp khi trường học được đảm bảo an toàn theo các tiêu chí quy định. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu 15 đoàn của Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên giám sát công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đưa học sinh trở lại trường, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, kiểm tra các trường học về điều kiện an toàn phòng chống dịch trước và trong thời gian học. Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp thật chặt chẽ, tổ chức thực hiện tiêm chủng và triển khai phương án dạy học. Sở giáo dục và đào tạo vẫn phải nghiên cứu tìm giải pháp xây dựng kịch bản, đề cương học trực tuyến tốt nhất, hiệu quả nhất. Để nơi nào chưa thể đưa trẻ đến trường, thì học sinh vẫn phải được tiếp nhận chất lượng giáo dục tốt nhất. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội vào tối ngày mùng 4 tháng 11 ghi nhận 104 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 64 ca cộng đồng, 31 ca trong khu cách ly và 9 ca trong khu phong tỏa. Đáng chú ý, thành phố phát sinh thêm 3 ổ dịch, nâng lên cấp độ dịch 2, màu vàng, nguy cơ trung bình. Cụ thể, ổ dịch tại đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, từ ngày 3 tháng 11 hiện có tổng 17 ca. Theo CDC, các chỉ điểm là DTH, nữ 32 tuổi, trú tại phường Cống Vị, được phát hiện qua sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng. Vào ngày 27 tháng 10, người phụ nữ xuất hiện triệu chứng ho, khan. Đến ngày 1 tháng 11, đến bệnh viện khám, được làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 các F1 bao gồm mẹ, chồng, con, những người sống cùng tầng, bán hàng trong cùng ổ dịch. vào ngày 3 tháng 11 được lấy mẫu xét nghiệm cũng cho kết quả dương tính. Trước đó, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Ba Đình thông báo khẩn tìm người đến hàng loạt địa điểm, có cả quán ăn, cà phê. ổ dịch tại Phú La quận Hà Đông kể từ ngày 4 tháng 11 có tổng 9 ca đều được phát hiện qua sàng lọc, ho sốt cộng đồng. Thay ủy ban nhân dân quận Hà Đông vào 0 giờ ngày 4 tháng 11. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiếp nhận nhóm 24 người đến bệnh viện yêu cầu được xét nghiệm COVID-19. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm PRC, kết quả có 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngay khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo bệnh viện Đa khoa Hà Đông phối hợp với trung tâm y tế quận điều tra, truy vết và đưa 9 người dương tính đi cách ly, điều trị tại cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19, trường đại học Phenica, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Những người còn lại trong sáng ngày 4 tháng 11 đã được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung trường trung cấp cầu đường và dạy nghề binh đoàn 12 Bộ Quốc phòng. Ổ dịch tại Thủ lệ phường Ngọc Khánh quận Ba Đình, kể từ ngày mùng 3 tháng 11 đến nay có tổng 6 ca. Theo CDC, các chỉ điểm là ông NVT 85 tuổi trú tại phường Ngọc Khánh. Vào ngày mùng 2 tháng 11, ông vào bệnh viện Phổi Trung ương, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Năm F1 là cháu sống cùng nhà với ông T. Vào ngày 3 tháng 11 được lấy mẫu xét nghiệm đều dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài 3 ổ dịch này, Hà Nội có 7 ổ dịch khác cũng diễn biến phức tạp những ngày qua. Cụ thể, ổ dịch liên quan ở chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm từ ngày 31 tháng 10 là 30 ca. Ổ dịch Phú Vinh, An Khánh từ ngày 31 tháng 10 là 14 ca. Ổ dịch Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm từ ngày 31 tháng 10 là 7 ca. Ổ dịch Nam Dư, phường Lĩnh Nam từ ngày 30 tháng 10 là 24 ca ổ dịch thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, từ ngày 27 tháng 10 là 122 ca. Ổ dịch Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 141 ca. Ổ dịch tiệm cắt tóc, phố Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, 38 ca. Theo báo cáo của CDC Hà Nội, tính đến tối ngày 1 tháng 11, có 75 người về từ các tỉnh có dịch được xác định mắc COVID-19, phân bố tại nhiều quận huyện. Từ đó ghi nhận 32 ca nhiễm thứ phát do tiếp xúc gần hoặc liên quan tới những người này. Cộng dồn số mắc trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội có tổng 4.692 ca dương tính, trong đó 1.801 ca ngoài cộng đồng và 2.891 người đã được cách ly. Thành phố hiện có 7 ổ dịch COVID-19, nâng lên cấp độ dịch 2 màu vàng, nguy cơ trung bình. Dự kiến từ tháng 1, 2022, các chuyến bay combo sẽ được mở tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Pháp, Đức và Nga. Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải cho tái khởi động các chuyến bay quốc tế thường lệ. Trước hết là việc khôi phục các chuyến bay chọn gói combo trong giai đoạn 1 cho các công dân Việt Nam. Cùng với đó, tổ chức chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến một số địa phương như Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng Ninh. Sự kiến các chuyến bay combo sẽ được mở tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Pháp, Đức, Nga, Úc và các thị trường khác khi có nhu cầu luân chuyển lao động. Tần suất khai thác được quyết định theo năng lực tiếp nhận cách ly của địa phương, chỉ được cấp phép bay sau khi phương án tiếp nhận cách ly được địa phương thống nhất. Với chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế, Cục Hàng không đề xuất không hạn chế thị trường áp dụng với khách người nước ngoài có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, RT-LAM được lấy mẫu trong vòng 72 giờ trước khi chuyến bay đầu tiên trong hành trình vào Việt Nam hoặc theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Trước đó, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất là 14 ngày và không quá 12 tháng, tính đến thời điểm xuất phát, hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng, tính đến thời điểm xuất phát, và phải đăng ký tham gia chương trình du lịch chọn gói của doanh nghiệp lữ hành. Tần suất khai thác tới mỗi địa phương thực hiện thí điểm du lịch quốc tế chọn gói, trung bình là một chuyến bay trên một ngày, tổng cộng là 4.000-6.000 lượt khách đến trong tháng đầu tiên, và tăng lên hai chuyến bay trên một ngày trở lên trong tháng tiếp theo. Trong giai đoạn 2 từ tháng 1 2022, Cục Hàng không đề xuất thí điểm các chuyến bay thường lệ chỉ chở khách có giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng chống COVID-19 hoặc có xác nhận khỏi bệnh COVID-19 vào Việt Nam mà không yêu cầu có văn bản đồng ý cho vào Việt Nam của các cơ quan chức năng trừ các yêu cầu đề xuất nhập cảnh và kiểm soát y tế. Thị trường triển khai thực hiện ban đầu là các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Pháp, Đức, Nga, và các thị trường an toàn khác không nằm trong khuyến cáo hạn chế nhập cảnh theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với tần suất ban đầu là 4 chuyến trên một tuần trên một chiều cho mỗi bên. Tùy thuộc tình hình thí điểm, Cục Hàng không sẽ đề xuất bổ sung các thị trường mới, tăng tần suất cho phù hợp với khả năng miễn dịch cộng đồng và nhu cầu thị trường. Trong giai đoạn 3, dự kiến từ tháng 4 2022, tùy thuộc vào tiến trình tiêm vaccine tại Việt Nam và đánh giá về tính miễn dịch cộng đồng sau khi tiêm đại trà trong xã hội, sẽ triển khai các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam, không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine. Hành khách trong giai đoạn này là công dân Việt Nam và người nước ngoài có giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc có xác nhận khỏi bệnh COVID-19. Thị trường sẽ theo nhu cầu của các hãng hàng không với tần suất ban đầu là 7 chuyến trên một tuần trên một chiều cho mỗi hãng hàng không. Cuối cùng, giai đoạn khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ theo nhu cầu dự kiến áp dụng từ tháng 7-2022. Giai đoạn này tùy thuộc vào tiến trình tiêm vaccine tại Việt Nam và đánh giá về tính miễn dịch cộng đồng sau khi tiêm đại trà trong xã hội. Trong giai đoạn này, hãng hàng không được cấp phép bay để mở bán theo nhu cầu và slot được xác nhận. Hành khách được chấp nhận làm thủ tục hàng không, check-in tại điểm xuất phát khi có các chứng nhận phù hợp với yêu cầu của cơ quan y tế Việt Nam tại thời điểm áp dụng. Kể từ sau khi chúng ta thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh Việt Nam đến nay, có hơn 274.000 khách nhập cảnh trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cụ thể, từ cuối tháng 3 2020 cho đến nay, nhằm kiểm soát toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ, không thường lệ, chỉ cấp phép chở khách, chở hàng tùy theo nhu cầu của hãng hàng không cho các chuyến bay chiều từ Việt Nam đi. Còn đối với chiều vào Việt Nam, các chuyến bay chỉ được chở hàng, không được phép chở khách. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng thông tin, cho kiểm soát chặt chẽ trong số hơn 274.000 người đã nhập cảnh qua đường hàng không của cả hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài, tính từ tháng 4-2020 đến tháng 9-2021, chưa có bất kỳ trường hợp nào hành khách nhập cảnh sai quy định, toàn bộ đều được cách ly theo phương án đã được phê duyệt, kể cả các trường hợp ngoại giao, công vụ. Thị trường Việt Nam chứng kiến sự gia tăng hoạt động đầu tư cho dịch vụ phát triển kho lạnh. Đại dịch đã củng cố giá trị của chuỗi cung ứng, tạo thêm tính khả thi cho phân khúc bất động sản này với nhu cầu kho lạnh đang dần tăng nhanh tại khu vực châu Á Thái Bình Dương các nhà đầu tư nước ngoài đang hướng sự quan tâm đến việc phát triển các kho lạnh tại Việt Nam để tận dụng lợi thế của quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa bán lẻ. Cùng với sự hình thành của nhiều khu công nghiệp và sự gia tăng nhanh chóng của lao động, hạ tầng xã hội khu công nghiệp vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của người lao động. Trước tình hình nguồn cung mới căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh khan hiếm và giá sơ cấp tăng cao, nhiều người chuyển sang tìm mua lại các sản phẩm đã được bàn giao. Tất cả những thông tin đáng chú ý này đều sẽ có trong chùm tin bất động sản ngày hôm nay, mùng 5 tháng 11. Bất động sản kho lạnh thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế. Bất động sản công nghiệp và hậu cần kho bãi logistics luôn được coi là một thị trường tiềm năng đối với các nhà đầu tư trong vài năm gần đây. Mặc dù vậy, phân khúc kho lạnh lại khá kén chọn khách hàng và cũng vì thế mà xảy ra hiện tượng nguồn cung tương đối khan hiếm tại hầu hết khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ngay cả những thị trường phát triển như Nhật Bản hoặc Australia cũng có khá ít kho lạnh với tổng nguồn cung thấp hơn cả các thị trường như Mỹ hay các quốc gia Tây Âu. Hầu hết, các mặt hàng thực phẩm đều sẽ được bảo quản trong các kho lạnh. Nhưng không chỉ vậy, kho lạnh cũng có thể được sử dụng để lưu trữ dược phẩm, hóa chất hoặc rượu vang. Người thuê có thể là các bên thứ ba như công ty Logistics, các đơn vị chuyên về Logistics kho lạnh hoặc chuỗi siêu thị. Đặc biệt là khi đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhu cầu về kho lạnh tiếp tục gia tăng do sự bùng nổ của các loại hình dịch vụ giao đồ ăn. Nhìn nhận về tiềm năng của việc đầu tư kho lạnh tại Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Sao vào Việt Nam cho biết thị trường Việt Nam gần đây cũng đã chứng kiến sự gia tăng hoạt động đầu tư cho dịch vụ phát triển kho lạnh. Đại dịch đã củng cố giá trị của chuỗi cung ứng, càng tạo thêm tính khả thi cho phân khúc này. Sau vụ Việt Nam ghi nhận khá nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài trong việc phát triển các kho lạnh tại Việt Nam. Với sự đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng lớn như sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến cung ứng sẽ được định hình lại trong tương lai. Khả năng cung cấp dịch vụ trong nước của các kho lạnh tại Việt Nam đã được kiểm chứng và tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 9 tháng của năm 2021, kinh mạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 35,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kinh mạch xuất khẩu nông sản, xuất khẩu thủy sản tăng trưởng nhanh như hiện nay, nhu cầu kho lạnh phục vụ xuất khẩu cũng tăng cao. Trước tiềm năng to lớn của thị trường, loại hình bất động sản này đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư địa ốc. Nhiều quỹ đầu tư cũng cân nhắc kho lạnh như một khoản đầu tư thay thế bất động sản công nghiệp truyền thống tại thị trường Việt Nam, JLL dự báo đề xuất xây nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam hiện có 575 khu công nghiệp được thành lập trên 61 tỉnh, thành phố, chủ yếu tập trung tại các vùng kinh tế trọng điểm. Tuy vậy, các khu công nghiệp chủ yếu thiên về tạo ra quỹ đất và kêu gọi các doanh nghiệp thuê để tổ chức sản xuất. Gần 2 năm diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 càng cho thấy rõ đời sống vật chất và tinh thần của người lao động là một trong những nhân tố quyết định chất lượng của nguồn lao động và tác động đến hiệu quả kinh tế nói chung hiệu quả phát triển sản xuất kinh doanh nói riêng có một thực tế đang tồn tại trong các khu công nghiệp đó là sự thiếu hụt các dịch vụ cho người lao động như phúc lợi xã hội, nhà ở cho công nhân, dịch vụ đào tạo, thiếu các hoạt động vui chơi giải trí hay trường mẫu giáo cho con em công nhân. Do đó, nhiều khu công nghiệp chưa thu hút được lao động và làm việc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, một trong những vấn đề lớn cần giải quyết là hạ tầng an sinh cho công nhân khu công nghiệp. Đặc biệt là nhà ở cho công nhân. Ông đề nghị sửa đổi bổ sung khuôn khổ pháp lý quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế theo hướng trong khu công nghiệp, khu chế xuất được bố trí nhà ở dành cho công nhân thuê, trong quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất phải bố trí đất làm nhà ở cho công nhân thuê, bảo đảm đáp ứng tối thiểu 50% số lượng công nhân có nhu cầu về nhà ở, có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Thị trường căn hộ thứ cấp sôi động sau dịch. Ngay từ lúc thành phố Hồ Chí Minh mở cửa vào đầu tháng 10, Số lượng giao dịch đặt cọc thành công qua hệ thống của Rever tăng đột biến ở cả thị trường thứ cấp lẫn thị trường sơ cấp. Theo số liệu ghi nhận tại hệ thống dữ liệu của Rever, lượng tin đăng giao nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ tính riêng đầu tháng 10 đến nay đã có đến hơn 140.000 tin đăng bán và hơn 100.000 tin đăng thuê. Điều này chứng minh rằng thị trường thứ cấp đang diễn ra rất sôi nổi, thu hút lượng lớn người tham gia giữa bối cảnh nguồn cung thị trường sơ cấp thiếu hụt. Bà Hà Thị Thục Uyên, giám đốc khối kinh doanh thứ cấp River nhận định, Giá bán nhà ở trên thị trường chuyển nhượng trong những năm qua đều có mức tăng khá tốt và đều đặn, rất hiếm hoặc thậm chí không có dự án nào giá đi ngang trong nhiều năm. Ví dụ cụ thể, một số dự án tại huyện Nhà Bè như Dragon Hill, Ochi Park, Phú Hoàng Anh, Sài Gòn South Residence, Sunshine Riverside hiện tại có mức tăng trung bình từ 20 đến 50% so với thời điểm mở bán ra thị trường. Đặc biệt, các dự án nằm ở những trục đường lớn thuận tiện giao thông, tiện ích nội khu đa dạng, thường có mức tăng giá khá cao. Bà Uyên dự báo trong quý 4, thị trường căn hộ thứ cấp sẽ tiếp tục được bổ sung nguồn cung lớn từ việc hàng loạt dự án bước vào giai đoạn bàn giao nhà. Bên cạnh đó, giao dịch sản phẩm thứ cấp cũng được dự báo tăng mạnh trong thời gian sắp tới. Các chuyên gia bất động sản đánh giá có 3 yếu tố dẫn đến sự sôi động của thị trường căn hộ thứ cấp. Thứ nhất, quỹ đất sạch khan hiếm và dịch Covid-19 khiến cho số lượng căn hộ trả bán mới trên thị trường sơ cấp giảm mạnh, số lượng ít hơn rất nhiều so với những năm trước. Thứ hai, chi phí đầu vào tăng cao, giá vật liệu xây dựng và quỹ đất hạn chế khiến giá bán các dự án sơ cấp ngày càng cao. Số liệu của CBRE cho biết trong quý 3 vừa qua, giá bán căn hộ trung bình trên thị trường sơ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh chạm mốc 2271 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, xấp xỉ 53 triệu đồng trên 1 mét vuông, chưa tính VAT, tăng 17% so với quý 3 2020. Lý do thứ ba là những dự án thứ cấp thường sẽ có những đánh giá từ người mua trước. Sau đó người mua sau sẽ ít nhiều có nhiều thông tin khách quan hơn về ưu khuyết điểm của từng dự án trước khi quyết định mua. Đây cũng là điều mà những dự án sơ cấp sẽ không có được. Thưa quý vị, theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 29 tháng 10, tín dụng toàn nền kinh tế đạt gần 10 triệu tỷ đồng, tăng 8,7% so với cuối năm 2020, cao hơn mức 6,5% của cùng kỳ. Giá vàng hôm nay mùng 5 tháng 11 tăng dựng đứng trở lại trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép cho biết sẽ siết chương trình bơm tiền ngay trong tháng 11 nhưng chưa vội nâng lãi suất. Bitcoin giảm 2,7% về khu vực 61.000 đô la Mỹ, nhiều tiền ảo vốn hóa lớn cũng quay đầu lao dốc khiến tổng vốn hóa toàn thị trường bốc hơi 1,65%. Những thông tin đáng chú ý vừa rồi sẽ có trong chương tin tài chính ngày hôm nay mùng 5 tháng 11. Gần 120.000 tỷ đồng được bơm ra nền kinh tế trong 3 tuần. Trước đó theo ông Nguyễn Tuấn Anh, vụ trưởng tín dụng các ngành kinh tế, đến ngày mùng 7 tháng 10 tín dụng toàn hệ thống tăng 7,42% so với cuối năm 2020. Trong 3 tuần cuối tháng 10, tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng 1,3 điểm phần trăm, tương đương khoảng 120.000 tỷ đồng được đẩy thêm ra thị trường. Ngân hàng nhà nước cũng dự kiến kịch bản tín dụng sẽ hồi phục mạnh từ tháng 10 và 2 tháng cuối năm. Quý 4 hàng năm vẫn được xem là thời gian bức tốc của các ngân hàng. Theo quan sát của chứng khoán Bảo Việt, từ năm 2020, trong 3 tháng cuối năm, tăng trưởng tín dụng đã nâng từ 6% lên trên 12%. Do đó, khi nền kinh tế hoạt động trở lại, nhu cầu tín dụng tăng lên, dư nợ tín dụng trong thời gian tới sẽ tăng mạnh hơn. Chứng khoán Bảo Việt dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ đạt khoảng 13% cho cả năm 2021. Đơn vị này cũng cho rằng tăng trưởng tín dụng trong quý 4 sẽ mạnh hơn hai quý trước đó do yếu tố mùa vụ và tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Công ty chứng khoán Miro Asset dự báo trong kịch bản lạc quan tăng trưởng tín dụng cả năm nay có thể khoảng 13%. Bản thân của các ngân hàng dự báo dư nợ tín dụng sẽ tăng thêm 4 điểm phần trăm trong quý 4 và tăng 12,3% trong năm 2021, dù thấp hơn mức kỳ vọng là 13,1% tại kỳ khảo sát quý 3. Ngân hàng nhà nước dự kiến kịch bản tín dụng sẽ hồi phục mạnh từ tháng 10 và 2 tháng cuối năm. Lãnh đạo cơ quan này từng chia sẻ, ngân hàng nhà nước không kìm hãm giải ngân và có thể nới dung tín dụng với các ngân hàng đủ tiêu chuẩn để hỗ trợ vốn cho nền kinh tế. Giá vàng tăng dựng đứng, tiến sát ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trên một ao. Ghi nhận đầu giờ sáng ngày 5 tháng 11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn KITCO giao dịch ở mức 1.791 đô la Mỹ trên một ao; vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.792 đô la Mỹ trên một ao. Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng dựng đứng trở lại sau một phiên tụt giảm trước đó. Đồng đô la Mỹ leo thang cũng không cản trở được đà hồi phục của mặt hàng kim loại quý. Vàng tăng giá trong bối cảnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết sẽ siết chương trình bơm tiền ngay trong tháng 11, nhưng chưa vội nâng lãi suất. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cho biết, giới chức ngân hàng trung ương sẽ thận trọng trong việc nâng lãi suất. Vàng tăng mạnh trở lại còn nhờ sức cầu bắt đáy tăng mạnh sau khi vàng sụt giảm trong phiên trước đó. Theo Kitco News, giá vàng có thể vượt qua ngưỡng cản 1.800 đô la Mỹ do Fed không vội tăng lãi suất. Giá vàng trong nước tăng giảm trái chiều, trong khoảng từ 50.000 đến 150.000 đồng một lượng tại một số hệ thống cửa hàng kinh doanh trong phiên giao dịch kết thúc ngày mùng 4 tháng 11. Hệ thống PNG điều chỉnh tăng nhiều nhất, giá vàng SCC tăng 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, vừa và 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng SCC lên 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán. Trong khi đó, tập đoàn Doji lại điều chỉnh giảm cả giá mua vào và bán ra, lần lượt là 50.000 đồng cho một lượng và 100.000 đồng cho một lượng. Riêng công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn không điều chỉnh tăng giảm ở cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên giao dịch cuối ngày 4 tháng 11, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC ở mức 57,8 đến 58,52 triệu đồng cho một lượng ở chi nhánh Hà Nội và 57,8 đến 58,5 ở chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC tại 57,8 đến 58,35 triệu đồng trên một lượng. Tập đoàn Phú Ký niêm yết tại 57,85 đến 58,4 triệu đồng trên một lượng. Hệ thống PNG niêm yết tại 57,85 đến -58 58,5 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết tại 57,85 đến 58,35 triệu đồng trên một lượng. Các sản phẩm khác của thương hiệu này dao động lên xuống trong biên độ hẹp, tăng giảm không nhiều. Giá vàng 4 số 9, thương hiệu vàng rồng thăng long, giao dịch tại 51,36-52,01 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 50,75-51,85 triệu đồng trên một lượng. Bitcoin trượt dốc, thị trường rực lửa. Vào lúc 6 giờ 30 ngày 5 tháng 11 theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin trên CoinDesk đứng ở mức 61.360 đô la Mỹ, giảm gần 1.700 đô la Mỹ mỗi coin. Trong 24 giờ gần nhất, giá Bitcoin biến động trong khoảng giá hẹp, giao dịch cao nhất tại 63.107 đô la Mỹ và giao dịch thấp nhất ghi nhận tại 60.775 đô la Mỹ. Trên Vicota, giá tiền ảo hàng đầu giao dịch tại 1,403 đến 1,468 tỷ đồng giá mua và giá bán. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy lượng Bitcoin giao dịch trong 24 giờ qua vào khoảng 32,7 tỷ đô la Mỹ, vốn hóa thị trường ghi nhận là 1.157 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tiền ảo lao dốc khiến sắc đỏ phủ kín thị trường. Cụ thể, Ethereum giảm 1,5% về 4.543 đô la Mỹ, Binance Coin giảm 1,45% về 559,4 đô la Mỹ, Canado giảm 4% về 1,98 đô la Mỹ, Dogecoin giảm 2,6% về 0,2625 đô la Mỹ. Shiba Inu tiếp tục lao dốc 11,4%, đa giảm mạnh khiến tổng vốn hóa toàn thị trường hiện ghi nhận ở mức 2.710 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,65%, tương đương bốc hơi hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, giá Bitcoin đã chạm đến ngưỡng 67.016 đô la Mỹ, mức cao kỷ lục đầu tiên kể từ đầu năm. Kỷ lục này được thiết lập nhờ sự kiện Proce Bitcoin Strategy ETF, một quỹ giao dịch trao đổi dựa trên hợp đồng Bitcoin kỳ hạn tương lai, bắt đầu giao dịch từ ngày 19 tháng 10. Đây là quỹ ETF Bitcoin đầu tiên ở Mỹ và một quỹ ETF Bitcoin khác dự kiến sẽ hoạt động vào hôm 21 tháng 10. Nhiều nhà giao dịch tin rằng nếu Bitcoin có thể tái lập mức giá này, Tiền ảo giá trị nhất thế giới có thể đột phá đạt 72.000 đô la Mỹ trong ngắn hạn và mục tiêu tiếp theo sẽ là 85.000 đô la Mỹ. Trong trường hợp Bitcoin giảm về dưới 60.000 đô la Mỹ, tiền ảo này cũng sớm lấy lại đà tăng nhờ sự quan tâm ngày càng lớn của cá nhân, tổ chức với tiền số. Quý khán giả vừa theo dõi xong bản tin kinh tế ngày mùng 5 tháng 11 của kênh Mai TV, chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Quý khán giả hãy bấm theo dõi kênh của chúng tôi để được cập nhật những tin tức kinh tế nổi bật hàng ngày cùng nhiều phóng sự hấp dẫn thiết thực và truyền cảm hứng về kinh doanh